vệ mái ấm vững vàng qua từng năm tháng để mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng. Tập đoàn Hoa Sen đạt thương hiệu quốc gia và là công ty tăng trưởng toàn cầu của diễn đàn kinh tế thế giới. Tập đoàn Hoa Sen chính thức triển khai hình thức bán hàng trực tuyến. Truy cập hoasengroup.vn. Kính chào quý vị và các bạn. Chịu tác động cùng lúc của cả gió đông trên cao và gió đông bắc từ không khí lạnh dồn xuống, khu vực Trung Bộ hôm nay đang là nơi có thời tiết xấu, mưa ẩm cả ngày. Ảnh mây vệ tinh cho thấy những khối mây dông phát triển liên tục và gây mưa cho khu vực này. Trong đó, Quảng Ngãi đến Khánh Hòa là nơi mây dày nhất, có mưa vừa mưa to. Dự báo mưa sẽ còn tiếp diễn trong hôm nay và cả hai ngày tới. Ở Hà Tĩnh đến Khánh Hòa, cảnh báo mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn kéo dài, lũ trên các sông dâng cao sẽ là vấn đề rất đáng lo ngại. Dự báo 12 giờ tới, mực nước trên sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Côn hay sông Ba đều dao động quanh mức báo động 2. Riêng sông Cái, Ninh Hòa có thể dưới mức báo động 3 chỉ khoảng 20cm. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông. Ngoài ra, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp, đặc biệt là khu vực từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Tây Nguyên cũng có mưa rào rải rác vào chiều nay, mưa sẽ giữ cho nhiệt độ các thành phố không vượt quá 28 độ. Trong khi đó ở Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác đều có nắng, nhiệt độ nhỉnh hơn ở mức 31 đến 33 độ. Về chiều tối thì khả năng mưa mới xảy ra, cảnh báo mưa to cục bộ dễ kèm theo lốc xoáy và gió giật. Trở ra Bắc Bộ, dự báo chiều nay trời còn đôi lúc giảm mây, hửng nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các thành phố khác khoảng 20 đến 24 độ, riêng thành phố Điện Biên Phủ là 28 độ. Ở trên biển, vịnh Bắc Bộ ra ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa, dù ít mưa nhưng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Ở huyện đảo Trường Sa cũng nằm trong vùng thời tiết xấu, cảnh báo mưa dông dễ kèm theo lốc xoáy và gió giật nguy hiểm. Còn vùng biển quanh các quần đảo Phú Quốc, Thổ Chu chủ yếu là mưa rào rải rác khiến tầm nhìn hạn chế dưới 10 km và gió vừa phải cấp 3, cấp 4. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các vùng trên cả nước trong chiều và tối nay.